Xin chào mọi người đã quay trở lại với An trong một loạt các video clip khoa học các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Hôm nay An lại đang trên tay hai cái loại serum đến từ một cái nhãn hàng rất là mới mà An nghĩ là mọi người chắc sẽ chưa biết đâu. Và An cũng tình cờ được recommend từ cái Lazada thôi và đặt về mua thử thôi. Bây giờ thì An sẽ mở hộp ra để coi thử là cái hàng sản xuất này là hàng sản xuất nào và cái quy cách đóng gói của hãng thì có ổn không, bởi vì đây là một cái hàng sản xuất mới cho nên là mình cũng tò mò, mình đặt hàng về thử ha. Bây giờ thì anh sẽ mở hộp nhé. Cái thương hiệu này, cái brand này tên là Benson Kema. Đây, mình đặt mua một cái chai serum vitamin C của hãng và một chai retinol của hãng. Tên viết tắt của thương hiệu này là BSKM, viết tắt từ chữ Benson Kema. Đây là một vài dòng giới thiệu của hãng ở bên phía ngoài vỏ hộp, được viết bằng tiếng Anh. Còn đây là cái ingredient của hãng, cái ingredient của cái chai retinol serum. Hai cái chai này đóng gói là nó giống nhau ha. Rồi, để nói sơ qua về cái thương hiệu Benson Kema này á, thì thực ra An không biết tới cái thương hiệu này. An được recommend từ Lazada. Đây là một thương hiệu mới và đọc sơ sơ về cái thông tin giới thiệu của cái brand này thì họ nói đây là một cái brand đến từ Úc nha mọi người, và đã có từ năm 1994, lấy cảm hứng từ những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên đến từ những cái vùng quê của nước Úc. Tuy nhiên thì An đã có đi dạo thử một vòng trên Google và tìm thử cái thông tin của cái brand này ở trên Google, thì thực sự nói với mọi người là đây là một cái brand mà nói là xuất phát từ Úc, một brand của Úc, nhưng mà mình nói thiệt với mọi người là không có bất kỳ một cái thông tin gì trên Google hết. Có một hai cái website gì đó của Úc nha, nhưng mà họ đăng những cái dòng tin về cái sản phẩm này nè, rất sơ sài. Kiểu như đây là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc thì đúng hơn ấy mọi người. Theo mình nha, nó giống như là những cái brand đến từ Trung Quốc, nội địa Trung, giá rẻ như là Laiku nè, rồi Lanbena, hoặc là Braley, hoặc là Vibin Glamour, ví dụ như vậy. Ai nghĩ như vậy thôi. Tại vì những cái brand mà mỹ phẩm giá rẻ mà nội địa Trung rất rất nhiều nha mọi người. Và ai nghĩ là đây là một cái brand mới thì họ cũng xuất phát từ Trung Quốc thôi, bởi vì một cái brand đến từ Úc mà khi giao hàng lại giao từ Trung Quốc sang mà không có bất kỳ một cái thông tin nào trên Google hết. Cho nên là cái độ xác thực cũng như là cái độ tin cậy từ cái brand này, từ những cái sản phẩm này rất là kém. Bởi vì thứ nhất là đây là một cái thương hiệu mới chưa ai sử dụng. Thứ hai là không có nguồn gốc rõ ràng. Thứ ba là không có ai dùng, chưa có ai dùng nhiều hết. Thì làm sao có thể kiểm định được cái độ chính xác từ cái thương hiệu cũng như là độ an toàn từ sản phẩm. Cho nên nếu như mọi người tò mò mua về thì nên test trước và nên dùng thử sơ sơ một cái vùng da nào đó, tránh những cái vùng mẫn cảm như là da mặt ra ha. Mình sợ dị ứng thôi chứ không gì hết, bởi vì cái brand này nó mới quá, mà vả lại những cái dòng này của hãng á thì chưa có ai sử dụng hết. An thấy họ có đa dạng các sản phẩm, thí dụ như là kem mắt nè, tẩy trang nè, rồi mặt nạ, serum, rồi kem dưỡng này kia. Tuy nhiên thì tất cả đều mới hết. Thậm chí mà khi mình vào cái trang chính thức của Lashmall với Shopee Mall thì chỉ có vài chục lượt đăng ký theo dõi cái shop thôi. Và thậm chí á, cũng chỉ có một hai cái đánh giá bình luận ở phía dưới, không có sử dụng nhiều. Đây là một cái sự tò mò của An nên An đặt về thôi. Mức giá của hai cái chai serum này lúc mà An đặt về nhé là 130.000 cho hai chai này, có nghĩa khi chia ra một nửa thì tầm 60-70 gì đó, rẻ đúng không? Nhưng mà khi An mua hai cái chai này về rồi nè, thì cách vài ngày sau thì giá thành của họ lại giảm xuống nữa. Bây giờ mỗi cái chai serum như thế này nè,
nó không còn là 60 ngàn nữa, mà nó chỉ còn có 35 đến 38 ngàn. Thì mọi người nên suy nghĩ là tại sao họ lại có một cái mức giá rẻ như vậy. Đấy, và tại sao? Tại sao và tại sao? Tại sao thì tới bây giờ em cũng chưa biết tại sao luôn. Nhưng mà nói chung là bây giờ thì em sẽ mở hộp ra, coi thử là cái chai serum vitamin C này của hãng và cái chai retinol coi nó có gì đặc biệt không ha. Thực ra thì như mọi người thấy cái giới thiệu của công ty cũng như là cái quy cách đóng gói thì nó na ná giống nhau, và chẳng có một cái gì rõ ràng hết. Thậm chí cái bảng thành phần ở phía ngoài đây An cũng không chắc là nó có ổn hay không nữa. Nhìn sơ qua về cái ingredient của cái chai vitamin C này thì họ công bố ha, sơ sơ về những cái thành phần mà như mọi người thường thấy ở những cái sản phẩm giá rẻ khác: glycol nè, glycerin nè, rồi thậm chí họ có công bố luôn cái perfume nữa. Cái perfume là một cái hương liệu, một cái chất tạo mùi ấy, ở trong mấy cái loại mỹ phẩm. Thì đối với những cái dòng mà giá rẻ như thế này, hoặc là với các bạn mà da mẫn cảm yếu với cồn hương liệu đồ này kia, thì nên cân nhắc sử dụng nha mọi người. Và để không mất quá nhiều thời gian của mọi người, cũng như là không mất quá nhiều thời gian cho cái thời lượng cái video của An, thì An xin phép mở hộp luôn để coi thử bên trong nó như thế nào. Đầu tiên là cái chai vitamin C này. Mở cái hộp ra thì nó có bốc ra một cái mùi hơi thơm thơm đó mọi người. Mà mọi người thấy đó, chỉ mới mở cái hộp ra mà đã nghe cái mùi thơm như thế này, thì mọi người nghĩ cái nồng độ hương liệu ở trong nó sẽ như thế nào. Wow, đây, cái màu vàng ống ha mọi người ha. Cũng không ống gì, cái màu vàng nhạt nhạt thôi. Dung tích chỉ có 28ml và bằng chai nhựa mọi người à. Nó không có giống ở trên hình. Trước khi mà An mua cái chai này á, họ giao hàng thì An nghĩ cái chai sẽ là thủy tinh. Nhưng mà với một cái mức giá rẻ như vậy thì không thể nào thủy tinh được ha. Đây là một chai nhựa nha mọi người. Đây là chai vitamin C của hãng. Bây giờ sẽ mở tiếp tới cái chai retinol nha. Ồ, cái chai retinol thì nó lại là có màu cam. Rồi, mình sẽ đặt hai chai ở bên này. Chai bên trái sẽ là retinol serum và chai bên phải sẽ là vitamin C serum. Thì khi mà cầm hai cái chai lên đưa xuống thì các bạn thấy cái dung dịch, cái tinh chất của hai cái chai này thì nó đặt gần giống như nhau, chỉ có khác nhau về màu thôi. Và dung tích cũng giống nhau luôn. Zoom lại gần một cái thì họ có hướng dẫn sơ sơ cái mặt sau. Thí dụ như cái sản phẩm này nó nói là giúp cho da trở nên mềm mại hơn nè. Còn cái đây thì giúp cho da trở nên mượt mà hơn, sáng hơn. Đây là những cái chính của retinol và vitamin C thôi. Thì sản phẩm nó cũng như vậy. Chỉ có điều là khi sử dụng thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà thực sự nha mọi người, mình cũng hiểu sao họ lại đưa cái hoa lavender ra phía trước hộp nữa. Và mình có đưa cái hộp ly lên ngửi thử thì thấy đúng là nó hơi hơi thơm thơm mùi lavender ấy. Không biết là cái cây này nó, cái lavender này nó có là một cái thành phần gì ở trong này không. Đây, nói chung là để mình coi hai cái ingredient của hai cái hãng này nó có giống nhau không. Ôi mọi người ơi, cái ingredient của hai cái chai này cho dù là vitamin C hay retinol gì nó cũng đều giống nhau mọi người ạ. Nó chỉ có khác một vài thành phần thôi. À, ở bên cái chai vitamin C này có cái thành phần lavender ở trong nè mọi người. Cả hai luôn, cả hai đều có thành phần lavender ở trong luôn. Và mình cũng không biết lavender ở trong hai cái sản phẩm này là nó có tác dụng gì. Tuy nhiên thì cái vỏ hộp của hai cái chai này nó đều thơm mùi lavender giống như nhau luôn. Đấy, đây là một điều đặc biệt ha. Mình nghĩ họ đã tẩm cái mùi trong cái vỏ hộp hay sao ấy. Và cái chai này thì vì là một cái chai giá rẻ cho nên nhìn nó rất là phèn nha mọi người. Bình thường nha, không có gì đặc biệt hết. Rồi, cũng không biết nói gì nhiều. Xin kết thúc video ở đây. Chỉ là để review một cái review và mở hộp một cái brand mới, để cho mọi người ai có tò mò giống như mình thì đặt mua về xài thử thôi.
Mình thì mình mua về chắc mình sẽ trộn với kem để mình dùng cho tay, chân và cổ. Chứ còn cái này thực sự mình không thấm sức lên mặt, mình nói thiệt. Rồi, mình sẽ kết thúc video đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.